Rồi xin chào Trần Tân, hôm nay Dạ, có áo đỏ em đẹp chào quá. anh Bằng. Rồi áo đỏ mà Vâng, gặp vẫn áo có cái xanh. áo anh. Vâng, xin chào anh Bằng. Chào tất cả các anh, các chị em trên diễn đàn của anh Bằng. Hôm nay cầu anh mở cái live ra thì Trần Tân cũng lên chia sẻ một vài cái vấn đề thời sự nó đang nóng ở trong nước. Thì nói chung để về cái vấn đề mà cái giai đoạn này ấy, là cả nước chúng ta là đang gồng mình vào để chống chọi lại với thiên tai, và sau đó là giải quyết những hậu quả, trong đó cái công tác là ủng hộ cho đồng bào miền Trung để tái lập lại cuộc sống nó ổn định. Thì qua nay ấy, thì Trần Tân mới theo dõi một vài cái diễn đàn của bọn dân chủ cuội trong và bọn chống cực đoan, thì nó có một vài cái vấn đề mà Trần Tân cảm thấy là nó nhìn nhận về cái khách quan, về cái công tác của chính quyền miền Nam nó rất là hạn hẹp và nó rất là ấu trĩ. Để nhân đây Trần Tân có nói một cái vấn đề để cho trong này cũng có một số cái thành phần ba sọc nghe này, kể cả như là đây có một vài cái đích ấy, nãy giờ vào comment ấy, thì Trần Tân muốn nói để cho bọn chống cộng cực đoan, bọn xuyên tạc mà vào mà kích động cũng như là xuyên tạc bôi nhọ về cái những cái gì đang nhà nước Việt Nam đang làm và người dân Việt Nam đang làm. Thì trước mắt ấy, các người hãy nhìn lại những cái clip của một số người dân trong nước, người ta làm lên là những cái đoàn xe cứu trợ nườm nượp đổ về miền Trung. Thì cái đó nó là thể hiện một tính tương thân tương ái, chia ngọt sẻ bùi. Trong lúc hoạn nạn là người dân người ta hướng một lòng hướng về những người gọi là gặp hoàn cảnh rất là khó khăn. Và trong đó là có một cái nhà từ làm công tác từ thiện đang nổi lên, đó là vợ chồng của công Vinh. Còn lại những cái chuyện nó rất là nhỏ, giống như cái chuyện mà lúc nãy anh Bằng đã chia sẻ đấy, là cái vấn đề của một cái nick mà dì Hằng đấy đưa lên cái vấn đề mà là của một cái thôn nghèo ở trong cái vùng Quảng Trị đấy. Thì thực ra này, Quảng Bình, bố trạch của Bình. Vâng, Quảng Bình, xin lỗi Trần Tân, xin lỗi. Thì phải hãy nhìn lại cho khách quan và cho nó đúng đắn. Còn bây giờ cái xã hội bây giờ là ở trong cái thời đại 4.0. Không thể có một cái việc gì mà che được mắt của người dân. Và khi người dân đã phản ánh thì không bao giờ thoát khỏi cái chuyện ở trên chính quyền, công tác chính quyền người ta nhìn nhận vấn đề đó. Và ngay ông trưởng thôn đã phải giải trình về cái vấn đề này. Và trực tiếp người dân ở trong cái thôn đó, người ta đã lên, người ta gọi là có ý kiến với những người ở trên chính quyền, công tác chính quyền xuống để điều tra cái việc đấy. Thì sự thật nó được phơi bày thì ai cũng thấy rồi. Nên từ một cái việc rất nhỏ của một người dân mà đưa ra một cái để cho bọn chống cộng cực đoan với bọn dân chủ cuội nó lợi dụng vấn đề đó, nó thổi phồng lên. Mà trong khi sự thật nó không phải như thế. Nên các người nhìn lại. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai Trần Tân muốn nói này. Thực ra trong cái giai đoạn này đối với đồng bào miền Trung ấy, thì người ta nói một miếng khi đói, một gói khi no. Bao nhiêu có tài trợ chăng nữa thì cũng không bằng những cái thiệt hại người dân đã đổ ra. Đó. Nên tất cả những cái được những cái mạnh thường quân cũng như các nhà mà hảo tâm người ta cứu trợ ở đó, nhưng thực ra đối với trong con mắt của Trần Tân nhìn nhận nhé, đó mới chỉ là giải quyết được cái giai đoạn ổn định về cái sinh hoạt hàng ngày. Vâng, cái sinh hoạt hàng ngày trước mắt cho người dân. Nhưng trong khi đó bọn chống cộng cực đoan và cái bọn dân chủ cuội trong nước ấy, thì nó rêu rao là chính quyền ở đâu, không thấy chính quyền gì. Đấy là một cái sự nó rất là xuyên tạc, rất là ấu trĩ về những cái nhìn nhận về mà nó cố tình nó xuyên tạc như thế. Nên Trần Tân chỉ chia sẻ cùng anh Bằng với các anh các chị nghe này. Ví dụ như bây giờ Thủy Tiên có làm 100-200 tỷ đi chăng nữa, đối với cả một cái đồng bào mấy tỉnh miền Trung như thế, nó như muối bỏ bể. Rồi hàng bao nhiêu là những cái đoàn xe cứu trợ của cả nước dồn vào đó, nó cũng chỉ là ổn định được miếng ăn tạm thời gọi là cho người dân giai đoạn này. Thế còn chính quyền người ta phải khắc phục những cái gì? Trần Tân chỉ ví dụ như một cây cột điện bị lũ nó cuốn trôi đi vào trong cái bản vùng sâu vùng xa, mà khi điện lực phải khôi phục lại thì phải trả cái cây cột điện từ dưới miền xuôi lên, thì cái chi phí nó đã là bao nhiêu tiền. Một cây cột điện lên đến vùng sâu vùng xa nhé, nó phải đắt gấp 5, gấp 7 lần, thậm chí là gấp 10 lần so với ở miền xuôi. Tiền đấy đâu ra, là nhà nước chứ đâu. Một đoạn đường bị sạt lở thôi
Đi vào chỉ cần 2-3 km đi vào vùng sâu vùng xa, nó có hàng giá hàng vài chục tỷ. Ai là người bỏ tiền làm những con đường đó cho người dân đi? Rồi là cái dịch bệnh sau lũ, người ta phải dễ về gọi là cái y tế dự phòng đó, người ta phải giải quyết cái công tác hậu quả như thế nào. Bây giờ đã, một cây cầu bị lũ, một cây cầu bị lũ cuốn trôi thôi để nối lại cái lưu thông giao thông cho cái đồng bào vùng sâu xa nó là bao nhiêu tiền rồi. Nên cái mức độ mà nó thiệt hại ở đây là nó thật là tính nó rất là khó, mà Trần Tân để nói nghĩ là nó phải là hàng nghìn tỷ đối với tất cả các đồng bào. Trần Tân chưa nói đến cái thiệt hại về con người đấy nhé. Thiệt hại con người thì các anh các chị ở đây ai cũng thấy rõ rồi là nó thiệt hại rất là lớn. Thế thì ai là người là sau ta hoạn nạn như thế, sau cái thiên tai như thế? Không lẽ là Ba Sọc, không lẽ là nhà dân rục quậy mà Trần Tân dám khẳng định rằng cho đến giờ phút này chưa một cái tổ chức cá nhân nào ở nước ngoài, mới chỉ đang tổ chức thôi chứ chưa thấy động thái nào ủng hộ cho đồng bào trong nước cả. Thì chả biết thương dân ở đâu, thì người dân trong nước người ta phải thương nhau trước đã. Và còn các nhà dân chủ quậy ở trong nước thì Trần Tân dám khẳng định rằng chỉ mãi đi lo xin tiền, tìm cách nào đó lừa lọc xin tiền cái bọn hải ngoại, chứ không có cái cơ hội nào hay cũng không có một cái gì đó mà cái tâm của chúng nó ra để chúng nó ủng hộ cho đồng bào. Đấy là nói thẳng luôn. Nên thôi bớt xàm đi, hãy để cho người dân và chính quyền ở trong nước người ta làm khắc phục lại cái hậu quả thiên tai. Nó không phải bằng mồm như các người, mà nó bằng thực tế. Máu của bao nhiêu những chiến sĩ đổ ra cũng vì khắc phục thiên tai cho nhân dân. Vậy mà chúng mày xuyên tạc đủ đường đủ kiểu, thậm chí là còn nhục mạ lại những cái sự hy sinh của các đồng người, các chiến sĩ như thế. Thì có phải cái sự khốn nạn và cái sự gọi là đê tiện của các người nó nằm ở chỗ đó chứ nằm ở đâu? Nên cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa nó đã đưa nó vào dĩ vãng rồi, không ai ta nhắc đến làm gì cả. Mà tự các người cứ moi móc lên rồi để buộc lòng những người dân trong nước người ta nhìn nhận. Mà từ cái nhìn nhận người ta mới thấy được người là những cái giới chống cộng cực đoan trong nước, cái giới dân chủ trong cuội trong nước và cái giới chống cộng cực đoan là một những cái tổ chức lừa bịp, võ mồm, không có một cái gì thiết thực cho cuộc sống cả. Còn Việt Nam người ta làm được những cái gì thì tại sao có những kẻ về Việt Nam, ở bên Mỹ Việt Nam khen nức khen nở, khen đủ đường, khen từ miếng ăn, khen đến giấc ngủ, khen từ đường đi cho đến những cái chỗ khu vui chơi giải trí, khen lắm. Nhưng đến khi quay đầu về Mỹ là quay cổ ngay. Đấy là sự đê tiện bỉ ổi nó nằm ở chỗ đó đó. Đã thua cuộc rồi nhưng không bao giờ chấp nhận là mình thua. Và Việt Nam đang làm những cái gì tốt nhất để cho người dân trong nước người ta được hưởng thụ một cuộc sống thanh bình, thì nó không bao giờ nó chấp nhận những cái điều đấy, mà nó chỉ có xuyên tạc rằng cộng sản thế này thì cộng sản nào, cộng sản thế nào thì không cần biết, hay dở thì đối với bọn ba que thì chúng chẳng cần để ý. Nhưng hãy nhìn nhận là tại sao các quan chức Mỹ cái thời gian này đi lại rất nhiều để ngoại giao Việt Nam, cũng như lời anh Phú lúc mới, anh Bằng lúc ấy nói chính xác 2-3 ngày nay. Nếu các bạn coi vào cái kênh Yêu Máy Bay với kênh Đăng Khoa, người ta quay những cái chuyến bay C-130 mới là gì, tất cả mọi thứ, một số các chuyến bay của Mỹ nườm nượp xuống sân bay Nội Bài trong 2-3 ngày nay thôi. Một phần là đưa ông ngoại trưởng, và một phần là rất nhiều những cái chính khách khác, những cái nhà ngoại giao khác của Mỹ sang Việt Nam. Đó là lý do vì sao mà trong cái đó cứ kêu là Việt Nam thế này thì Việt Nam thế đó, nên tiếng kêu các người nó lạc lõng quá. Đấy là Trần Tân nói thẳng luôn, đừng lên mạng mà làm những cái điều mà để cho người dân trong nước người ta bức xúc lên. Còn giống như cái anh khách mời lúc nãy anh nói đấy, cái Benny và Tân Thái sức trẻ nó kêu là đừng gửi tiền về Việt Nam, không có đồng nào đâu mà gửi, trong cái này phải kiếm từng đồng một để mà lo cho gia đình ở bên Mỹ thì gửi về làm sao được. Nên người dân Việt Nam người ta cũng không cần những cái điều đấy, người dân trong nước người ta không cần những cái gì mà với sự kêu gào của những cái bọn chống cộng cực đoan cả. Thực tế anh nói Trần Tân này, mình đã nói rất nhiều, cái bọn mà ba que ở bên kia nhá, thì chúng nó toàn những đứa nghèo thôi. Bây giờ các bạn nhìn thằng Tân Thái, bây giờ hiện nay nó sang bên Mỹ bao nhiêu năm rồi, mà bây giờ nó chỉ đi làm thuê, tự làm thuê làm neo thôi.
chứ chúng nó cũng chưa làm được một chủ những tiệm neo hoặc là bên trương bây giờ ăn tiền trợ cấp, ngồi nói ra giả coi như suốt ngày. Thì các bạn bảo những thằng ba que bên đấy các bạn thử kiểm có thằng nào là thằng giàu không? Những người mà Việt của mình sống ở bên hải ngoại, nhất là sống ở bên Mỹ bây giờ, người ta có cuộc sống ổn định rồi, người ta cũng giàu có nọ kia, không ai người ta chống cộng cả, đúng không? Người ta hiện nay người ta có một cái cách nhìn rất đúng đắn về đất nước Việt Nam, mà chỉ có những thằng gọi là ba que nghèo mặc dẹp ra bắt đầu về nó mới gọi là lên đây để mà kiếm miếng cơm thôi đó. Và xin mời Trần Tân tiếp. Vâng, cho nên để nói một điều này, đối với giới chống cộng cực đoan trong cái thời gian là đang xuyên tạc Việt Nam ấy, thì phải chấp nhận cái điều này. Thứ nhất, chấp nhận là người thua cuộc, và cái chuyện thua cuộc đã đi vào lịch sử. Người dân trong nước và cộng sản người ta cũng không nhắc lại cái điều đó, người ta không hề nhắc lại cái điều cái chuyện các người đã thua, nhưng các người độc tự bới ra. Cái thứ hai là với tư duy của và cái cách nhìn nhận, cái tính cách của cái con người mà ở trong cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa đã thua cộng sản ngay từ thời chiến cho đến thời bình. Đấy là Trần Tân nói rằng ngay từ trong thời chiến đến thời bình đều thua người dân Việt Nam và Đảng Cộng sản Việt Nam. Đấy là một cái sự thật, chứ không phải là nhìn nhận đấy từ lịch sử đấy. Cho đến giờ phút này, một cái đám tàn dư của chế độ hậu duệ của Việt Nam Cộng Hòa phải gọi là lưu vong ở nước ngoài, nhưng mà không bao giờ chấp nhận cái chữ thua, cái vấn đề là đã thua cuộc như thế. Dù rằng mọi chuyện đã đi vào dĩ vãng, nhưng mà suốt ngày lên mạng chê bai, phỉ báng người dân trong nước và chế độ trong nước. Trong cái đó các anh các chị thấy rằng Việt Nam Cộng Hòa bây giờ còn cái gì ngoài mấy cái thân già, chính xác gọi là chống gậy cực đoan, ngoài một cái thân già lê lết ở bên cái đường phố Bôn Sa nói riêng và bên nước Mỹ nói chung. Mấy thân già ăn xong lê lết cầm lá cờ vàng nhìn thấy rất là thương hại. Nó giống, nói thật, nói xin lỗi chứ, nhìn như một đám ăn mày. Thì hỏi chống được ai? Thế tại sao không làm những điều tốt hơn, hữu ích hơn như cộng sản người ta đang làm cho người dân trong nước đó? Và cũng như anh khách mời, anh Bằng lúc nãy nói đấy, không những người dân, người ta làm tốt cho người dân trong nước, mà người ta còn làm tốt cho một phần của thế giới. Đấy là nó, Trần Tân nói ví dụ đơn giản. Như anh khách mời, cũng như anh Bằng nói đấy, cũng em đính chính thêm một lần nữa. Ngoài cái chuyện mang đến cho người dân châu Phi, cũng như là một số đất nước ở Đông Nam Á, trong đó nói thẳng luôn là cả Lào và Campuchia, về cái những cái mà xây dựng kinh tế, phát triển về nông nghiệp, thì người Việt Nam còn mang đến những cái phát triển về cái khoa học, viễn thông. Gần một số nước châu Phi và ngay ở gần Việt Nam, nhất là Lào, Campuchia, một phần, một hình như Trần Tân nhớ là còn một cái đất nước nào đó ở Nam Mỹ nữa. Người ta đang làm đấy chứ. Đấy là văn minh chứ ở đâu. Thế tại sao không nhìn nhận mà cái điều này nhất là chính đài kênh khám phá, kênh Discovery đi đưa lên, chứ không phải là người, không phải cộng sản người ta làm nhá. Sao không nhìn những vấn đề tích cực đó đi. Và hôm nay là Trần Tân lại thấy có một cái status đăng lên cỏ trong đấu trường dân chủ tự do đa chiều, là có một cái thằng dân chủ quậy nữa còn đăng lên một cái câu như này: thế giới bây giờ người ta đi lại bằng máy bay mà Việt Nam lại là hãy còn đi làm đường cao tốc Bắc Nam. Nó đưa một cái câu nói ra là từ đứa trẻ vị thành niên trong nước nó đã hiểu đấy là một câu ngu rồi. Thế thì hỏi mới tư duy của một con người như thế thì làm ăn được cái gì, nghĩ được cái gì cho đất nước Việt Nam mà lại còn đi đấu tranh đấy. Đấy, các anh các chị thấy nó rất là khờ khạo vào trong vấn đề đó. Còn bây giờ nói các anh các chị thấy chúng nó luôn luôn nó khoe cái chế độ Việt Nam của Cộng Hòa của nó trước cái sai. Bây giờ anh Bằng ở Sài Gòn, anh Bằng biết, em cũng thường lại đi và đi qua lại Sài Gòn, và các anh các chị ở trên diễn đàn này cũng thấy thành phố Hồ Chí Minh bây giờ gần như là người ta làm mới lại một gần như là một 99%, cái 1% còn lại chỉ là những cái di tích đã đưa vào di tích lịch sử người ta mới giữ lại, còn gần như người ta làm mới lại hết những cái gì tàn dư và cái dấu vết tích của cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa ở trong thành phố Hồ Chí Minh bây giờ hầu như là không còn.
Thế thì làm sao mà chê bai Cộng sản được? Nếu bây giờ chế độ Cộng sản người ta làm mà còn không bằng cái thời Việt Nam Cộng Hòa đấy, thì các người mới nói được. Đằng này ngày xưa các người đi từ Sài Gòn xuống Cà Mau là đi mất một ngày một đêm. Mới xuống Cà Mau, trong đó bây giờ chỉ đi có 5 tiếng đồng hồ. Thì cái nào hết? Rồi bây giờ là đường phố Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh bây giờ người ta mở rộng, nó từ ngã ba Vũng Tàu mà về đến cầu Bến Lức, chưa kể lấn sâu đến cái vùng 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 Nhà Bè đấy. Thế thì làm sao mà nói cái chuyện là Cộng sản người ta yếu kém được, người ta không phát triển được. Nên nói cái vấn đề mà để tranh cãi với cái bọn chống cộng cực đoan ấy, với bọn dân chủ cuội thì tranh cãi nói chung như Tom Jerry, nói thật các anh các chị, như tôm xem phim Tom Jerry, nó không có hồi kết. Bởi vì nó không thừa nhận nó đã thua, nó không thừa nhận cái thành quả của chính quyền tạo người dân trong nước. Chứ còn bây giờ những cái thành phần dân chủ cuội này đã làm được cái gì? Suốt ngày gọi là nói thẳng nhá, Trần Tân nhắc lại, nói cũng khá nhiều nhưng Trần Tân chỉ nói lại những cái đấu tranh dân chủ của trong nước ấy. Bây giờ tôi nói ví dụ như thằng Lê Minh Thể đi, các anh các chị thấy đi, tức là nếu ai có thời gian mà các anh các chị rảnh rỗi, từ sáng đến đêm khuya, bất cứ một cái line nào của cái bọn chống cộng cực đoan với bọn đấu tranh dân chủ của bên Thái Lan ấy, nó đều có mặt của nó. Thế thì hỏi các anh các chị rằng nó độc mãi, nó lên nó nói xấu, rồi nó tìm cách nó xin tiền. Như thế thì tôi hỏi các anh chị là nó làm được cái gì cho bản thân nó đã, cho gia đình nó đã, chứ nói gì nên làm cho những người, giúp cho người dân trong nước. Đấy là một mình thằng Lê Minh Thể. Còn rất nhiều những nhà đấu tranh khác suốt ngày. Còn một số những thành phần bây giờ đã sợ Cộng sản nó mới dậm chân cái đã chạy tọt sang Thái Lan. Mà bây giờ còn gọi là ngoái cổ về Việt Nam, bắt đầu là chê bai. Trong cái đó chính thằng Trần Duy Chiến, Trần Tân nhắc lại cái này cũng là cái câu khôi hài như thật. Nó sang nó khen là nó thích ăn cơm chó bên Thái Lan. Chính thằng Trần Duy Chiến nó nói đấy chứ không phải. Thế tôi hỏi các anh với cái đầu óc mà nó chỉ mãi nghĩ đến miếng ăn, rồi nó chỉ lên mạng rồi nó khen nick cái bọn chống cộng cực đoan kia để nó xin dăm ba đồng như thế, thì với cái tư duy và với cái đầu óc như thế, tôi hỏi các anh các chị rằng những cái nhà đấu tranh ấy làm được cái gì cho dân trong nước, nếu không muốn nói nó là gánh nặng người dân trong nước nữa. Thế nên thôi, chúng nó qua Thái Lan cũng là cái thành phần rác rưởi, đi bớt cũng là cái điều tốt. Thôi em xin nhường lại diễn đàn cho một số các anh các chị lên nhé. Xin chào anh bạn, chào tất cả các anh các chị. Cảm ơn anh.